Phim ảnh đã lừa chúng ta như thế nào? Dùng mạo thật của Dương Quý Phi thời Đường khiến hậu thế ngã ngửa. Dương Quý Phi có lẽ là nhân vật không còn xa lạ gì với chúng ta. Người đẹp thời Đường bên Trung Quốc được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của xứ tỷ dân. Nhắc đến Dương Quý Phi, chúng ta sẽ nghĩ đến hình ảnh như thế này. Hay là như thế này. Nhưng mà tôi và các bạn đã bị lừa rồi, bởi vì diện mạo thật của Dương Quý Phi phải như thế này cơ. Đúng vậy, sau khi khai quật mộ của Dương Quý Phi cùng với các nghiên cứu lịch sử thời nhà Đường cũng như những bức tượng đã tìm thấy, có thể nhận định rằng Dương Quý Phi là một người phụ nữ mang vẻ đẹp đẫy đà, phúc hậu, tròn trịa. Dù có thể không phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại, nhưng đặt dưới quan niệm cái đẹp của thời Đường, nhan sắc của bà vẫn là hình mẫu chuẩn chỉnh nhất. Người ta còn có câu nói rằng, Hoàn Phi, Yến xấu. Ý chỉ Triệu Phi Yến được biết đến nhẹ như chim, có thể đứng trên lòng bàn tay người. Còn Dương Quý Phi, Dương Ngọc Hoàn lại nổi tiếng vì sự đẫy đà, tròn trịa và có phần mập mạp, nhưng sắc da mịn màng, trong sáng, diễm lệ. Dương Quý Phi cũng là người ham rượu và là tay uống rượu có hạng. Tương truyền bà thường cùng Huyền Tông đi đối ẩm trong những bữa tiệc triền miên. Đường Huyền Tông còn sai thợ làm riêng một chiếc cốc đặc biệt cho nàng. Theo truyền thuyết dân gian để lại, bà đã tạo ra rất nhiều bí quyết làm đẹp cho riêng mình. Một trong những loại trái cây mà các cung nữ phải thường xuyên mang tới cho Dương Quý Phi là đu đủ. Ban đầu, đám cung nữ chỉ nghĩ đơn giản rằng chủ nhân thích ăn loại quả này thôi, chứ không biết đây chính là phương pháp chăm sóc đôi gò bồng đảo của mỹ nhân. Ngoài việc ăn nhiều đu đủ sống, Dương Quý Phi còn sai các nô tỳ nấu canh đu đủ xanh để uống hàng ngày. Đáng nói, Dương Quý Phi thời Đường còn vô cùng yêu thích ăn vải. Thậm chí bà còn đặt cho loài quả này tên gọi là phi tử tiếu, mang ý nghĩa nó sẽ khiến Dương Quý Phi mỉm cười. Vì muốn chiều theo sở thích của nàng nên Đường Huyền Tông thường xuyên bắt người dân xứ Giao Chỉ, tức là miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ, cống nạp vải, sai người phi ngựa hỏa tốc để vận chuyển loại quả này từ Việt Nam sang tới tận Trung Quốc. Để không bị hư hỏng trên đường đi, quả vải thường được ướp mật ong hoặc muối để được tươi ngon. Bạn nghĩ sao khi biết những thông tin về sự thật dùng mạo của Dương Quý Phi? Chia sẻ quan điểm cùng tin nhanh 24h online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.